Ngáo thực sự anh em ạ. Rất rất nhiều anh chị em ở ngoài kia đang lầm tưởng rằng mình có hàng trăm nghìn follower, hàng triệu follower thì mình là một KOL. Đây thực sự là ngáo và là một sai lầm cơ bản của rất nhiều anh chị em đang xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình ở trên Internet. Nam có một cái người bạn, chị này là một bác sĩ, thì chị có học cùng với Nam với một người thầy và cũng có một cái kênh YouTube. Đấy, có fanpage, có kênh YouTube đàng hoàng và cũng đang phát triển thương hiệu cá nhân. Thì cái giai đoạn mà đầu năm nay là khoảng tháng 2 này, cách đây khoảng 5 tháng rồi các bạn. Đấy, vì bây giờ đang là tháng 6 thôi. Bây giờ đang là tháng 6 thì lúc đấy là đầu tháng 2. Thì kênh của chị mới có khoảng tầm độ 7.000 follower thôi, 7.000 ở cái trên kênh YouTube. Thì sau đó Nam tiếp tục đang theo dõi khoảng 2 tuần sau đó thì mình phát hiện ra rằng kênh tự dưng nó lên một phát 25.000, mình giật mình. Mình Nam rất là giật mình nhá, bảo ôi cái điều gì mà nó làm cho tăng trưởng vậy? Mà trong khi đó xem nội dung video dài và kể cả video ngắn, cái lượt view nó không tăng đáng kể mà nó tăng sắp một phát kinh khủng như vậy. Vậy thì một tuần sau nữa thì Nam xem lại, một tuần hay là 10 ngày gì đó không nhớ chính xác. Nhưng lúc đó xem lại thì nó vụt phát lại lên 50.000. Mình phát hiện rằng là đây kênh này chắc chắn là bơm sắt rồi. Và Nam phát hiện ra khả năng bơm sắt là rất cao. Và cho đến khoảng 1 tháng sau thì mình nghe tin rằng là chị này đạt được 100 follower, 100.000 follower và ăn mừng rất là tưng bừng trong một cái lớp học của ông thầy của mình. Mình thấy rằng là bà này, một là bà thích danh vọng, thứ hai là nghĩ rằng cứ có nhiều follower thì sẽ trở thành một KOL. Mặc dù bác sĩ đã là một cái người có một cái uy tín cá nhân khá là tốt rồi nhá. Nhưng khi mà bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet ấy, không phải là 100.000 follower mà bạn là một bác sĩ giỏi, một bác sĩ tốt đâu. Mà nó phải qua quá trình mà khách hàng người ta đến đấy, người ta trải nghiệm, người ta xem thực sự những video của bạn, nó nhận được cái giá trị của bạn, rồi họ follow bạn, nó mới là cái cảm nhận chứ, đúng không các bạn? Nó mới là cái cảm nhận, theo cái khái niệm là thương hiệu cá nhân là cảm nhận của người khác về chúng ta mà. Đó, chứ không phải là chúng ta có nhiều view ảo lên là chúng ta khẳng định rằng là mình là KOL đâu. Không có cái chuyện đó. Và một cái điều rất tai hại nữa rằng là khi mình làm như vậy tưởng mình ngon rồi, thì có một thứ nữa là lúc đấy bạn sẽ mắc một cái bệnh gọi là bệnh ngôi sao. Bạn sẽ tưởng ngon, bạn đóng lão lại và sẽ không hoạt động gì nữa, không làm gì nữa. Và đây là một thực tế và Nam quan sát nó nha. Và từ cái thời điểm mà chị đấy đạt 100k follower đến bây giờ là lúc đấy nó rơi vào khoảng tháng 3, cuối tháng 3 gì đó, thì đến bây giờ nó đang rang vào gần chuẩn bị giữa tháng 6 thì nó mới tăng lên được 3k, tức là bây giờ mới đạt được 103.000 follower. Đó, vậy thì trong hơn một tháng họ tăng từ 7.000 lên 100.000, mà sau đó trong 3 tháng họ chỉ tăng có 3.000 sắp, thì chứng tỏ rằng là một cái quá trình bơm hết sức mãnh liệt đó. Và đương nhiên rồi, kênh đó chắc chắn sẽ không có khách hàng. Và nếu như gặp một đợt quét của YouTube, tỷ lệ bay kênh đó là rất rất là cao. Đó, hoặc ít nhất là bị bóp tương tác. Đấy, thì đấy là cái vấn đề của rất nhiều anh em gặp phải, không phải là một chị này đâu. Nam quan sát thấy rất nhiều anh em mắc cái bệnh sao cứ nghĩ rằng là mình có nhiều follower thì mình là KOL. Mà các bạn không hiểu rằng KOL là một cái người có ảnh hưởng, người có kiến thức, có giá trị với cộng đồng, và cái tiếng nói của họ tác động đến một cái cộng đồng nào đó, một cái đám đông nào đó đủ lớn. Còn đây bạn đã làm gì có đám đông đâu, bạn cứ nghĩ rằng follower của bạn đấy là một cái đám đông, nhưng mà bạn có nhiều follower nó đến từ rất nhiều thứ chứ không phải là do cái giá trị của bạn đâu. Có một cái tai hại nữa rằng là khi mà bạn mắc bệnh ngôi sao ấy thì bạn sẽ đóng cái công tắc là học tập, mài giũa, rèn giũa cái bản thân mình để tiến lên, nên khi đó rằng là cái cơ hội của đối thủ bạn đằng sau bạn sẽ vượt lên rất là nhanh. Và đương nhiên rằng là bạn sẽ bị tụt hậu với xã hội, tụt hậu với thị trường rồi. Rồi, vậy thì trên hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân, để bạn có thể là trở thành một KOL, nó rõ ràng, nó đậm nét và khẳng định được cái tên tuổi thương hiệu của mình, chứ không phải rằng là làm cái việc ảo kia và mình ảo tưởng sức mạnh của mình đâu. Thì vậy thì để đạt được điều đó thì bạn phải trải qua 4 cái bước sau. Cái bước đầu tiên ấy là cái bước mà bạn bắt đầu quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân. Đây là một cái bước giai đoạn đầu khó khăn. Thì ở giai đoạn này bạn cứ bắt đầu với những cái gì là của bạn đơn giản nhất, cái gì bạn giỏi nhất bạn cứ làm. Trong một video trước Nam có nói rằng bạn có thể trả lời 26 câu hỏi Nam đưa cho, bạn có thể làm bài tập Ikigai. Nếu như bạn xác định được một cái ngách đi để bạn định vị rõ cái con đường bạn đi ngay từ đoạn đầu thì là
tốt, còn không bạn cứ làm theo những cái gì bạn giỏi, cứ làm đi. Bởi vì nếu như bạn không làm thì bạn sẽ không biết rằng nó đúng hay nó sai, bạn hoang mang, bạn sợ hãi thì bạn sẽ không bao giờ bạn đi được trên con đường xây dựng thương hiệu cá nhân đâu. Nên cứ phi vào làm, còn việc đúng sai chúng ta sẽ điều chỉnh nó sau. Thì đây là cái giai đoạn đầu tiên bạn cứ tiến hành bạn làm. Sau đó đến giai đoạn số 2 thì lúc này là giai đoạn mà định hình ra cái ngách đi cho bạn. Sau khi bạn bắt đầu được một thời gian rồi thì bạn có kiến thức, có kinh nghiệm, có trải nghiệm, và lúc này bạn có thể nhìn ra được cái thế mạnh của mình hay nhìn thấy cái ngách mà mình có khả năng phát triển mạnh ở trong đó. Thì lúc này chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân đi trên cái thị trường đó. Hoặc bạn có thể gặp những cái sai lầm trong cái quá trình bắt đầu, có thể là làm kênh không lên, kênh nó không phát triển, không có view, hay là mình đi sai hướng, mình cảm thấy rằng mình không happy khi mình làm cái nội dung đó, vân vân. Đó, đấy là cái bước thứ hai, rằng là khi mà bạn đi sai đường như vậy, hoặc là bạn tìm được cái hướng đi, bạn định hình ấy, thì lúc này bạn sẽ định hình được cái rõ ràng hơn con đường bạn sẽ phải đi. Sau đó đến bước số 3 là lúc này bạn phát triển rồi, sau khi bạn bạn đi được trên cái con đường mà bạn muốn đi rồi, hoặc là bạn định vị ra được con đường mà bạn phải đi và bạn cảm thấy happy, cảm thấy hạnh phúc khi bạn đi trên con đường đó rồi, thì cái bước phát triển này là bước mà bạn sẽ tiếp tục trao giá trị, cống hiến cho cộng đồng để bạn phát triển. Và lúc này bạn sẽ có được những cái thành tích nhỏ, hoặc là bạn có được cái thương hiệu cá nhân của mình trong cái thị trường đó rồi. Nhưng tuy nhiên cái thương hiệu của bạn nó chưa thực sự lớn lắm đâu, tức là mới có ở dạng là có thành tích thôi, có thể có là tên tuổi, có thương hiệu thôi, nhưng chưa thực sự bứt phá. Sau đó đến cái giai đoạn số 4 là cái giai đoạn lúc này bạn mới trở thành một cái chuyên gia cực kỳ lớn này. Thì sau khi mà bạn phát triển được rồi thì cái việc học tập phát triển bản thân của bạn đó chính là phải diễn ra liên tục liên tục liên tục, để làm sao bạn giỏi hơn mỗi ngày, bạn mài giũa được kỹ năng kinh nghiệm mình nhiều hơn mỗi ngày, để nhanh chóng trở thành top 1 trong cái ngách của bạn, trong cái thị trường của bạn. Thì lúc này cái tên gọi là KOL mới có thể là được gắn cho bạn, và lúc này bạn sẽ tự tin với những khả năng trở thành một KOL. Và cái việc mà trăm nghìn hay vài trăm nghìn hay vài chục nghìn follower nó không còn là cái điều quan trọng nữa, hay lúc này nó có thể biến trở thành nó là một cái KOL thực thụ, chứ không phải là một cái KOL lấp sau những cái số lượng follower. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, vậy thì cái điều quan trọng nhất của cái hành trình này đó chính là bạn phải làm sao tạo ra giá trị của bản thân để khiến cho khán giả yêu mến follow và biến bạn trở thành một KOL, chứ không phải bạn làm bằng mọi cách để có follower, sau đó là mình cứ nghĩ rằng là mình là một KOL ngon, nhưng no, không phải việc đó. Mà nó có trở thành KOL không thì cái giá trị bên trong của bạn nó quyết định các bạn nhé. Đó. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tổng kết cái nội dung video này, nó bao gồm hai phần lớn sau đây. Phần 1 đó chính là bạn đừng hoang tưởng cái việc là nhiều view, nhiều sub, nhiều follower là bạn là một KOL, không có đâu. Hai cái điều này là khác nhau. Nhưng nếu như bạn là một KOL và xây dựng trên thương hiệu cá nhân thì tỷ lệ cái kênh của bạn có lượt sub cao là rất rất cao. Đấy, các bạn hiểu hình dung ạ? Đó, nên để trở thành KOL bạn phải trải qua bốn cái giai đoạn, đó chính là giai đoạn bắt đầu, định hình, phát triển và trở thành top 1, thì lúc này bạn mới trở thành KOL thực thụ được, chứ không phải rằng là bạn trở thành KOL dựa trên những cái con số là follower đâu. Đấy, đấy là cái nội dung ngày hôm nay Nam muốn nhấn mạnh cho bạn cái điều đấy. Bạn đừng ngáo, đừng hoang tưởng nữa anh em nhé, mà phải muốn trở thành KOL thực sự thì phải mài giũa bản thân, cày cục, luyện tập, học tập nó mỗi ngày thì chúng ta mới trở thành number one được anh em ạ. Rồi, ok, nội dung video đến đây là kết thúc rồi. Nhớ ấn like, subscribe kênh, ủng hộ Nam để Nam ra các video tiếp theo hướng dẫn bạn về việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Trong các video sau, Nam sẽ nói nhiều hơn về nội dung xây dựng content trên kênh của mình để giúp bạn phát triển nội dung content, giúp kịch bản video của bạn có hay hơn, chất lượng hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.